Tử vi tuổi Sắp Tuất 1994, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Giáp Tuất là những người khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ làm việc rất cẩn thận, minh bạch, không bao giờ vì tiền bạc, địa vị mà làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Họ luôn coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân hơn bất cứ điều gì. Họ chăm chỉ làm việc với tần suất gấp nhiều lần người khác. Cũng có lúc họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không buông xuôi, thả lỏng bản thân. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Nhờ vào tài năng và sự am hiểu của mình, tuổi Tuất mệnh hỏa có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Tử vi còn nói rằng, trong năm 2021, tuổi Giáp Tuất phạm phải hình thái tuế, khiến cho vận trình của mệnh chủ đều gặp phải khó khăn, lại còn gặp phải kẻ tiểu nhân và hung tinh. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng trong năm các bạn vẫn được quý nhân phù trợ, biến mọi thứ khó khăn trở nên tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị về tử vi của các bạn tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Giáp Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Giáp Tuất trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bạn tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tử vi của các bạn tuổi Giáp Tuất trong nửa cuối năm dự báo, thời gian này sẽ có rất nhiều thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn. Các bạn do vấp phải cục diện hình thái tuế, rất nhiều phương diện cuộc sống như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn, cãi vã trong thời điểm này xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập. Các bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói và đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ xấu. Bên cạnh đó, sức khỏe của các bạn tuổi Giáp Tuất cũng có dấu hiệu suy giảm, phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố, nghiêm trọng còn phải động chạm do kéo. Đặc biệt, người xưa thường nói, mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Trong năm phạm thái tuế, gia chủ dễ gặp phải những điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy kém, tình cảm lận đận, tiền bạc tổn hao. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn của hình thái tuế, thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình. Thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm, kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó các bạn có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bạn tuổi Giáp Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Theo tử vi của các bạn tuổi Giáp Tuất nửa cuối năm 2021 cho biết, cục diện tương hình là nguyên nhân khiến công việc của các bạn nhiều bấp bênh trong thời gian này. Khối lượng công việc tăng lên, nhưng các bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc, các bạn sẽ thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang phải chịu đựng. Đã vậy, lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên, càng khiến các bạn nghi ngờ
Đã vậy lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên, càng khiến các bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có đúng đắn hay không. Tuy nhiên, may mắn rằng sau tất cả, các bạn vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình và bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể. Từ đó, các bạn sẽ nhận được sự tán thưởng, công nhận của tất cả mọi người. Ngoài ra, trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên các bạn tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho các bạn. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc được hanh thông, phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu của các bạn tuổi Giáp Tuất, thăng trầm, bất ổn. Kinh doanh, buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen, được nhiều nhưng mất cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó, trong thời gian này còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em, bạn bè hoặc bị lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất các bạn nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong thời điểm này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Đặc biệt, để có thể hóa giải cục diện xấu, các chuyên gia phong thủy khuyên các bạn tuổi Giáp Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bạn xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Phương diện tình cảm của các bạn tuổi Giáp Tuất trong thời gian này khó mà phát triển một cách tốt đẹp như mong muốn. Rất nhiều mối quan hệ rơi vào tình trạng rối ren. Trong khi đó, cả mối quan hệ gia đình, cá nhân và công việc. Các bạn đang có đôi có cặp sẽ xảy ra tranh cãi với nửa kia bởi sự cứng đầu và bảo thủ của mình. Lời nói trong lúc nóng giận có thể gây ra những tổn thương khó hàn gắn, mâu thuẫn cần được xử lý càng sớm càng tốt. Nếu có thể, sẽ kéo dài, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân và phá hoại tình cảm của hai bạn. Mối quan hệ trong công việc của các bạn cũng gặp không ít trục trặc. Cạnh tranh với đồng nghiệp rõ ràng hơn dẫn đến những cuộc tranh luận gay gắt kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Thậm chí có bạn còn thấy bất bình với chỉ đạo từ cấp trên, mâu thuẫn quan điểm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần làm việc. Ngoài ra, với bạn độc thân trong thời gian này sẽ có ít cơ hội về tình cảm như duyên kém sắc. Cho dù có thì cũng để trôi qua vì sự bị động của bản thân. Vậy nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bạn tuổi Giáp Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bạn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử Vi cho biết, các bạn tuổi Giáp Tuất cũng cần chú ý đến sức khỏe về thể chất trong nửa cuối năm 2021. Các bạn có thể xảy ra nguy cơ tổn thương do va chạm xe cộ, tai nạn, sự cố hoặc lối sinh hoạt không khoa học khiến thể trạng sa sút. Ngoài ra, để hóa giải được các tác động của hình thái tuế, các bạn tuổi Giáp Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm gương hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tuất trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bạn tuổi Giáp Tuất trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bạn qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn nhưng các bạn tuổi Giáp Tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt, hung tinh chiếu mệnh
từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, các bạn nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tương hại mang điềm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của các bạn tuổi Giáp Tuất gặp diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Cho nên trong thời gian này, các bạn cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực, kẻo tự rước thêm kẻ thù. Hơn nữa, thường ngày các bạn cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính, nhưng lại sẽ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao, không suy nghĩ, nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt tháng này lại có hiện tượng phá tài, cho nên các bạn cần giữ túi tiền thật chặt. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, các bạn tuổi Giáp Tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bởi cục diện hình thái tuế khiến tinh khí thất thường, sẽ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí ẩu đả với người khác. Do đó, các bạn cần kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nếu không, người bị thương cuối cùng sẽ là chính mình. Hơn nữa, trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Thái độ làm việc uể oải, không hăng hái nên chất lượng khó đạt yêu cầu. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, các bạn tuổi Giáp Tuất sẽ không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn, đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý, nhưng các bạn cũng không quá khắt khe, nên tự nhủ lần sau cần cố gắng hơn là được. Ngoài ra, cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc, các bạn hãy thử thay đổi cách làm hiện tại. Biết đâu, nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới và giúp các bạn có được sự đột phá trong sự nghiệp. Các bạn cũng sẽ thấy trong tháng này mình có nhiều tham vọng, làm việc gì cũng chủ động. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng bù lại, năng lực của các bạn không ngừng được cải thiện. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của các bạn tuổi Giáp Tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa và có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ các bạn khi cần. Tuy nhiên, tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên. Việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thực sự cần thiết. Cộng thêm thói quen mua sắm vô tội vạ chỉ khiến các bạn tự gây ra áp lực kinh tế cho mình. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể của các bạn tuổi Giáp Tuất tương đối ổn định trong tháng cuối năm. Sau cả một năm cố gắng vừa qua, thời điểm này các bạn cũng có thể được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm năm hết Tết đến, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Các bạn phải làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của các bạn trong cả năm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của các bạn tuổi Giáp Tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn của các bạn tuổi Giáp Tuất. Các bạn nam tuổi Giáp Tuất trong nửa cuối năm 2021 bị sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh, sao La Hầu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Không những vậy, các bạn cần chú ý đến hạn tam kheo trong thời gian này. Khi gặp hạn này, các bạn nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Bên cạnh đó, các bạn nữ tuổi Giáp Tuất cũng bị hung tinh kế đô chiếu mệnh. Bởi sao kế đô chiếu mệnh thường đem lại tai hạn nạn, hao tài tốn của, tang khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí. Trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 9 âm lịch. Các bạn nữ còn bị tác động bởi hạn thiên tinh.
Khi gặp hạn thiên tinh thì các bạn phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cần cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay vạ gió nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Thứ hai, luận đúng căn niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bạn tuổi Giáp Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có Kình Dương và Quả Tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cung tam hợp thì có các cát tinh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các hung tinh Cô Thần, Thiên Không, Kiếp Sát, Hôi Khí, Tử Phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu, gồm có các sao Tuần, Triệt, Quán Sách cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bạn tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.